Thưa quý vị các bạn, tại những lần tham gia tiếp xúc với đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị tỉnh Vĩnh Long và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri huyện Mang Thít và Dũng Liêm phản ánh về tiến độ thực hiện dự án cải tạo và nâng cấp đường tỉnh 902 quá chậm và việc đảm bảo môi trường, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công chưa được các nhà thầu quan tâm. Tiếp nhận phản ánh này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải, chủ đầu tư đã nghiêm túc tiếp thu và đã phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà thầu thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trong quá trình thi công. Ngay sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri từ đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông đã tiến hành rà soát, kiểm tra phương án tổ chức thi công của các nhà thầu, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác mặt bằng. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, tài chính, phương tiện, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, có các giải pháp hợp lý đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong khu vực. Đoạn mà thuộc qua cái địa bàn huyện Vũng Liêm thì nói chung là tiến độ thi công có chậm. Nguyên nhân chính là do nhà thầu trong cái giai đoạn này là đang gặp khó khăn về tài chính. Theo báo cáo của nhà thầu thì hiện nay thì đã tháo gỡ được khó khăn về tài chính, là sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới. Riêng cái vấn đề môi trường thì chủ đầu tư tôi cũng đã là đề nghị nhà thầu tăng cường công tác tưới nước hàng ngày để đảm bảo cái việc đi lại cũng như là sinh hoạt của bà con. Về công tác đảm bảo an toàn giao thông thì nhà thầu là đưa ra cái biện pháp mà an toàn giao thông được khi trúng thầu đã được phê duyệt đảm bảo giao thông ban đêm và giao thông trong quá trình thi công. Về môi trường, hàng ngày thì đơn vị sẽ đảm bảo môi trường trên công trường. Hiện gói thầu số 8 và gói thầu số 11 thuộc dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 902 đang được các nhà thầu tập trung thi công. Trong đó, gói thầu số 8 đã hoàn thành trên 94% khối lượng theo thiết kế được phê duyệt. Với giá trị thực hiện gần 42 tỷ đồng, riêng giá trị thi công gói thầu số 11 khoảng 30 tỷ đồng, đạt trên 30% kế hoạch. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức nhiều phương án thi công hợp lý, sát thực tế để đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành công trình đúng kế hoạch. Các biện pháp thi công thứ nhất là đảm bảo theo yêu cầu của thiết kế. Thứ hai là chuẩn bị nhân lực, vật lực, xe máy, thiết bị, vật tư để cung cấp đầy đủ thi công theo tiến độ của chủ đầu tư đã đề ra. Đơn nhà thầu sẽ lập ra cái bảng tiến độ theo được chủ đầu tư phê duyệt là tiến độ hàng tháng, hàng tuần và tư vấn giám sát có theo dõi. Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường tỉnh 902 từ cầu Mỹ An, huyện Mang Thít đến cầu Dũng Liêm, huyện Dũng Liêm có tổng chiều dài 23 km, kinh phí đầu tư trên 700 tỷ đồng. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng với nền đường rộng 9 m. Đến nay, các gói thầu từ cầu Mỹ An đến km 20+70 đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Hiện các nhà thầu đang triển khai thi công các gói thầu từ km 20+70 đến cầu Dũng Liêm, huyện Dũng Liêm. Với tinh thần cầu thị, lắng nghe và khắc phục những tồn tại bất cập theo những kiến nghị đề xuất chính đáng của cử tri, dự án đầu tư cải tạo nâng cấp đường tỉnh 902 được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn mỹ quan cũng như tạo niềm tin cho cử tri tại địa phương.